Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với nhà vườn dân dự ở Đức Bác, Sông Nô, Vĩnh Phúc. Và ngày hôm nay đến đây thì vườn của nhà vườn dân dự có rất nhiều cái tác phẩm quý. Nên ở mỗi một video kênh Yêu Cây không thể truyền tải hết vườn được. Sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn thông qua nhiều video. Quý vị và các bạn cứ theo dõi các cái chuỗi video của Yêu Cây thì kênh Yêu Cây sẽ truyền tải hết những cái cây đẹp của nhà vườn dân dự tới quý vị và các bạn. Và đây chúng ta cùng giao lưu với chủ vườn. Anh chào em. Em chào anh nhá, chào mọi người trên kênh Yêu Cây nhá. Ok. Em ơi, phải nói là cứ đến vườn em cây nào cũng muốn ngắm ngắm kỹ, rất thích. Anh nghĩ là nhà vườn này có nghệ nhân, phải nói là chọn cây và làm cây phải là xuất sắc đấy. Vâng, cũng là đam mê, cũng không phải thuê mướn gì, đều anh em làm lấy cả. Vâng. Em Dữ ơi, anh thấy anh em ở trong làng cây nói là em đã tham gia chơi cây và làm cây đã lâu rồi, thì em chơi cây lâu chưa? Em chơi cây để nói tuổi đời thì ít thôi, nhưng mà tuổi cây thì chắc cũng lâu lâu rồi, từ 2004 bắt đầu mới chớm vào cây đấy anh ạ. 2004 thế từ 2004 mới được 20 năm nhỉ? Vâng. Như thế là cũng gọi là có tí gì à, kỳ cựu à. Dùng từ mới được 20 năm sợ thật. Đây quý vị ạ. Đấy, bạn Dự còn rất trẻ nhé, nhưng mà đã chơi cây được 20 năm rồi. Ôi ơi. Anh nhìn ấy, kinh không? Cây này là em mới mua đấy, mới mua của bạn Ngọc em trên Phú Thọ. Ngọc béo hả? Ngọc giáo ấy, Nguyễn Ngọc ấy. Bạn trong hội 84-85 ấy. Rồi. Vâng. Bạn ấy có một cái cây xanh quê cổ đúng không? Đúng rồi, một đôi xanh quê cổ đấy. Vâng. Đấy, em ơi, lúc đầu nhìn từ trên dưới cái lá. Một cây này nó có cái nét anh giống, nhìn thấy giống thiên chúa. Có nét phiêu nhỉ. Nhưng mà nó già cổ lắm ạ. Cây chưa được nuôi đâu anh ạ. Em ơi. Vừa rồi em mua bạn ấy nhượng lại cho em thì cũng là mới thay chậu thôi, bạn ấy cũng mới thay chậu, cũng chưa được nuôi cái gì. Thế nên là về đây thứ nhất là em sắp đấy, lại sắp đặt lại dăm tàn này. Đấy, em vạch cho anh xem. Sắp đặt lại dăm tàn này. Cái thứ hai chia lại bông này. Đấy. Bây giờ nó mới vào khuôn khổ là một tí đấy. Tức là sau cái đợt này em sẽ xuống lá và để sắp xếp lại một lần nữa. Từ giờ đến cuối năm mà khi lúc anh đến ấy, chắc là anh sẽ ngỡ ngàng luôn. Khi mà anh ngồi ở trong kia nhìn thấy cây lá nó đang mơn mởn, anh cứ nghĩ nó là cây một cây bình thường. Vâng. Nhưng mà đấy, quý vị ạ, đưa cái máy xuống gầm đưa lên này. Thấy cây nó ác liệt không? Ôi, cái mảng này. Cái gì? Cái mảng có quý. Không, cái mảng trong này này. Vâng. Sợ thật đấy. Quý. Chết đoàn. Quý vị ấy không biết là quý vị nhìn ở trên màn hình thế nào, như cá nhân em nhìn thực tế em thấy nó hơi giận người. Đấy. Thật. Cây nó vẫn phải thực tế anh công nhận không? Thì đúng rồi. Tức là trong hình nó cây, nó thể hiện nó chưa hết được. Cây của em càng dị thì ở hình ảnh càng không thể hiện đúng được. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cây em đỡ cho anh cái chỗ này để cho anh chị em xem được không? Đấy. Cái mảng này sợ không. Quý vị này. Em đang rất là cố gắng và nỗ lực đưa truyền tải tới quý vị và các bạn những cái nét đẹp, nhưng có lẽ là không thể miêu tả được hết. Cây nó già nhỉ. Tuổi đời cây này nó già lắm. Vì bản thân cây này em biết cũng hàng chục năm rồi đấy. À. Cũng hàng chục năm, ngày xưa nó là một cây cổ, sau anh em phá ra thu phôi làm lại. Nhưng quá trình thu phôi anh em làm nó vẫn chưa hết được những cái nét đẹp. Về em bắt đầu em mới tư duy chỉnh sửa lại. Xếp sắp lại mọi thứ cho bố cục của nó chặt chẽ hơn. Cái này em sở hữu được cũng được mấy tháng rồi mấy anh tháng ạ. Rồi đúng không? Ừ, bạn Ngọc mới nhượng lại cho em được mấy tháng thôi.
Anh thấy Ngọc nhiều đồ quý viết đấy chứ. Ngọc nhiều đồ, bạn ấy cũng là một trong những người đam mê cây ấy, yêu cây thực sự luôn. Từ đây nhà em ra nhà Ngọc sang? Từ đây lên nhà Ngọc khoảng 45, 50 cây gì đấy anh ạ. Ok. Vâng. Đấy. Ok, đây. Cho anh nhờ cái. Để review tổng thể cái tổng bóng tới quý vị và các bạn. Nhìn thật nó phê nhỉ, nhìn cái gầm này anh ạ. Không, thế thì anh nói là khi mà ngồi ở trên kia nhìn cái bóng thì trông cái lá mơn mởn ấy. Vâng. Anh nghĩ nó là một cây non bình thường. Không nghĩ là đây nó là một cây cây. Nó là cây cổ ngày xưa cổ. Cắt ra đấy. Vâng. Nhưng cái... bây giờ về cơ bản thì nó được khoảng 90% rồi. Mà về cơ bản nó hoàn thiện hết. Ở góc này quý vị nhìn cái bộ khung. Chỉ còn một hai bông nữa để nuôi cho nó lên một tí thôi. Xong mình chuyển nhịp cái là ok thôi anh ạ. Hy vọng rằng có thời gian mà nhà vườn dân dự mà nọc và cắt dăm nhờ. Vâng. Thì cây này nộ ra chúng ta sẽ được ngắm kỹ hơn. Đây, chúng ta cây này mà cắt ra nhìn nó phê lắm anh ạ. Okay. Cây này cắt ra phê lắm. Ở bên cạnh đây nó có một cái tác phẩm tranh cổ nữa. Chúng ta cứ đi ngắm đồ cổ trước đã. Cứ ngắm đồ cổ đúng không anh? Đây tác phẩm tranh cổ Đức Miêu Quang. Nếu quý vị và các bạn chúng ta theo dõi ở trên truyền thông một số kênh cũng như là kênh yêu cây thì chúng ta biết cái nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm Đức Miêu Quang này rồi. Hôm nhà vườn dân dự có cái lễ đón tác phẩm về. Đây là một tác phẩm xanh cổ quý vị nhé. Nhưng hiện tại chúng ta đang ngắm thì cây vẫn rõ ràng, vẫn dễ ngắm. Chúng ta xem là từ ngày về vườn được mấy tháng em nhỉ? Cũng được hơn 2 tháng thôi anh nhỉ? Đấy, chắc tầm đấy thôi. Xem cái buổi tối hôm trước và hôm nay là buổi sáng thì nó có khác nhau không? Cây lớn lên lá dày hơn thôi nhỉ? Anh nhỉ? Chắc không vì là cái hôm trước cái buổi lễ đón cây thì anh nên vào buổi nó hơi tối. Vâng, đúng rồi. Nên là ngắm cây nó cũng chưa rõ. Nhưng cây này có rất nhiều cái nét dị và nét rằng rật nhé. Đây, từ bản thân nó là cây cột kèo ngày đây xưa. Ừ đây. Đấy. Từ bạ rễ lên. Cái người tạo tác này phải nói là người ta cũng rất là giỏi anh ạ. Tức là họ sắp đặt bố cục rất là đẹp. Về tổng thể cây là phải nói luôn là cây cổ như mang nét mới. Nhưng mà phải nói người sắp đặt rất đẹp luôn. Người tạo dựng ra cây này phải nói là thực cây sự này là... cứ thế mà mang đi chơi cần thì phải làm gì nữa đâu thì anh. Thì bây giờ là có làm gì nữa đâu anh. Cây bây giờ nó xong hết rồi, nó mọi thứ là nó ổn định hết rồi. Tưới nó không nước, có cái gì. Và vâng. Tỉa dăm nó chứ. Bản thân bộ dăm tàn nó đồng bộ hết từ trên xuống dưới rồi mà anh. Đây. Vâng. Đây. Tức là về em đề lại tàn để cho nó đi vào khuôn khổ thôi. Cho mảng nào nó đi ra mảng đấy cho nó sạch sẽ thôi. Trước là người ta cắt bông ấy là nó cứ lỏm chỏm đây. Tức là người nó không đi vào theo mảng được. Về mình xếp lại để cho nó vào khuôn khổ một tí. Chính như bác nào mà gọi là không phải nghệ nhân tìm kiếm đồ chơi ở trong làng cây cứ bắt những cái tác phẩm như này thôi. Về để chơi càng tưới chơi thôi, đúng không anh? Càng chơi càng quý lên. Chỉ cần tưới nước thôi. Tưới nước chơi thỉnh thoảng đưa cái kéo ra bấm một vài cái lá nó sướng. Chỉ cần tưới nước thôi. Lại nãy nhất là cái cảm xúc rồi. Anh nhìn cái mảng này nó khuyết này. Nhìn cái mảng này. Về em mới thay chậu ấy. Em mới thay chậu ấy. Nên là nó chưa trở lại được cái da xịn của nó được. Nhưng mà cảm giác cây nó khô hết em ạ. Vâng, vì những cái đồ này anh bảo cây là nó khô mà. Kiểu nó có 5 tháng kiểu gọi là cây queo vào mới đúng vâng. Nhỉ? Khô queo vào ấy. Bản thân cây này để nói về ăn là cũng chưa được ăn đâu. Vì trước nó ở một cái chậu chật mà. Ở một cái chậu chật ních luôn. Cũng chưa được ăn đâu. Ở cái mặt sau này cũng rất nhiều nét. Nó rằng rật, nó cũng dị dị. Nhưng mà anh có cảm nhận cây này, cảm cái thân nó cũng kiểu nó queo lại. Không những khô queo lại luôn. Tức là những cây mà có 5 tháng thì nhìn, chỉ nhìn cái là biết ngay. Đây quý vị nhìn tổng bóng từ cái mặt này cũng đẹp không?
Nhìn cây nó phiêu anh nhỉ. Ừ, trong... cây nó phiêu. Nó phông chanh. Trông nó có cảm giác nó có nhiều nét nghệ thuật em ạ. Trong cây, trông những cây nụ nực ấy thì vâng. nó cũng có cái nét còn đẹp nụ nực, nhưng cái cây này anh thấy nó cảm giác cái mức độ nghệ thuật. Nhìn nó có nhiều cái điểm nhìn hơn cái cây nụ nực nhiều. Cây này nó nhiều điểm khó lắm đấy. À. Nhiều điểm khó. Đây, quý vị nhìn những cái rễ mà các ngày xưa cũng làm. Trông hay không? Anh vào uống nước. À, tuyệt vời. Ở video này thì kênh Yêu Cây đã truyền tải tới quý vị và các bạn hai tác phẩm xanh cổ của nhà vườn dân dự. Nhà vườn dân dự thì còn phải nói là vô cùng nhiều các tác phẩm nữa, không biết có đủ thời gian để truyền tải tới quý vị và các bạn một vài tác phẩm nữa không. Xin cảm ơn em. Dạ, vâng, cảm ơn anh nhá, cảm ơn mọi người trên kênh quên nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.